chỉ có 8 triệu và cần laptop bền, đẹp, khỏe, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc. Bạn lo ngại với chi phí đó quá ít cho bạn sự lựa chọn, hay bạn đang không biết nên chọn mua ở đâu vì quá nhiều cơ sở bán laptop cũ? Đừng lo, Mỹ Tho Laptop chuyên cung cấp laptop cũ giá rẻ nhất thị trường đây các bác ơi. HP 340S G7 i3 là mẫu laptop học tập văn phòng thuộc phân khúc giá thấp, với điểm mạnh là cấu hình đủ dùng, thiết kế thanh lịch và mỏng gọn, bảo mật vân tay hiện đại. Đây là người bạn đồng hành lý tưởng cho các bạn học sinh sinh viên. Laptop sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i3 thế hệ thứ 10, có sức nghiệp trung bình khoảng 1.2 GHz và tối đa 3.4 GHz nhờ sự hỗ trợ của công nghệ Turbo Boost. Với cấu hình này, bạn có thể sử dụng văn phòng, học tập cơ bản một cách thoải mái, xem phim giải trí trực tuyến mượt mà. HP 340S G7 bộ nhớ RAM 8GB cho phép sử dụng nhiều lúc ứng dụng, mở được khoảng 10-15 tab Word cùng lúc để bạn có thể tra cứu thông tin, học tập cùng một lúc. Bên cạnh đó, để sử dụng mượt mà hơn, bạn có thể nâng cấp thêm RAM, máy hỗ trợ tối đa 16GB. Em nói đây có giá bán 8.5 triệu đồng tại Mỹ Tho Laptop, bảo hành an tâm 6 tháng phần cứng, ghé ngay cửa hàng, được ngay em nói các bạn nhé.